Nhưng là cậu bé nói đó là cái đặt tam hiệp đó thì đặt của là thiên nhiên ha, mà nhưng bây giờ chạy theo mặt trăng đó thì cái đặt tam hiệp phải bể cô bác, bởi vì á, ngọn thủy triều mà. Rồi bây giờ á, nói ra đó ở trên thì dòm lừng trời lửa cháy liên miên thì bà quả tin, còn ở dưới bà thủy triều đó cô bác. Bắt cái đọc ở đó rồi. Thì hôm nay con Quốc Tạo xin đến đây để viếng thăm chú ba và đọc cho các vị mạnh thường quân, gửi tiền cho chú ba để tiếp cho cây cầu để cho bà con là ở đây đang đông người ta đi cầu với chú ba. Và thứ hai là chúc phúc cho chú ba năm mới vui vẻ mạnh khỏe chú ba. Dạ con xin đọc. Là một là con biếu chú ba 200 ngàn để gì đó chứ không để tên gì hết trơn á. Hai là cô Thanh Nhân 500 ngàn. Ba là Thúy Nga 1 triệu. Còn bốn là một cái cô là giấu tên. Có nghĩa là bữa đó thì Quốc Tạo có điện cho cô có điện Quốc Tạo, nhưng mà Quốc Tạo gì gọi gà tới gà lui thì mất tiêu cái tên của cô nữa rồi. Thành thử ra Quốc Tạo để là một cô giấu tên. Thì nếu mà cô nghe video này thì xin điện lại cho Quốc Tạo nghe cô. Một cô giấu tên bữa điện Quốc Tạo đó, Quốc Tạo không nhớ tên. Nam Mô A Di Đà Phật là 1 triệu. Tổng cộng là 2 triệu 7. Thì Quốc Tạo sẽ ghi vào sổ 2 triệu 7 ở đây. Và hôm trước là Quốc Tạo có công bố cho chú ba là hình như là 15 triệu đúng không? Mà rồi đúng rồi, 2 triệu 7 và 15 triệu và là 17 triệu 700 ngàn. Rồi Quốc Tạo xin công bố đặng để biết cái số lượng bao nhiêu, đặng nữa Quốc Tạo cắt cây cầu xong Quốc Tạo sẽ công bố. Còn bên Thôi bây giờ tôi đây là cũng cảm ơn các thằng mạnh thường quân mà có lòng để giúp đỡ tôi, thì tôi thiệt có của bên mạnh thường quân thì tôi mới có ra của tôi, thì cái này công đức đó thì cũng chưa ăn đồng chưa đủ, chứ không nói một mình tôi hưởng được. Mà có lắm khi có tiền tôi thiệt thấy trong mình 2-3 triệu, tôi gặp cái người mà nhìn được cái sự thật trơn tránh đó, 2-3 triệu tôi móc cho lại, rồi tôi khuyên để người tu niệm niệm Phật sám hối rồi để xả cái tâm ra, chứ tôi không có để tôi sống của cải à cô bác, tôi nói thiệt. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo và chú ba có biệt danh là chú ba Sề, chi chỉ bệnh tâm linh, xin mến chào toàn thể quý bà con của bác kính mến. Thì kính thưa quý vị, thì cũng trước thềm của xuân năm mới, thì hôm nay đến đây một là để xem xét cái nhà cầu của chú ba, để mình giúp cho các mạnh thường quân giúp cho chú ba xây cái nhà cầu. Quốc Tạo đứng ra xây đặng để cho bà con bệnh hoạn lợi, đặng cho có chỗ để mình đi hết chú ba. Đúng. Rồi cái thứ hai là đến đây để trao đổi giáo lý cùng với chú ba. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa chú ba, thì thời gian gần đây mọi người comment với con rất là nhiều, nói Quốc Tạo ơi tại sao không lên clip với chú ba nữa mà là chậm quá vậy, đâu cả nửa tháng trời mới lên clip. Người ta đề nghị con là một tuần lên một clip hoặc là 2 clip để cho người ta nghe chú ba nói, người ta cũng rất thích cảm kích chú ba, nhất là những người ở nước ngoài. Thì kính thưa chú ba, thì những người ở nước ngoài chú ba cũng trị bệnh cho người ta hết rất nhiều, người ta có cảm kích, ta cũng nói với con, ta nói Quốc Tạo ơi chú ba im lắm, chú ba trị tầm xa đường xa chú ba trị rất là hộ, chú ba trị rất là hay, thì giúp cho mọi người ở ngoài đây cũng hết bệnh nhiều lắm, nên cũng rất là tạ ơn chú ba. Thì gửi lời với con vậy đó chú ba. Dạ thì hôm nay con xin hỏi chú ba đôi điều về cái việc của mọi người comment hỏi con là cậu bé Thiên Chi đó, thằng Đồng đó chú ba, A Nan đó, thì năm nay là cậu 16 tuổi, cậu nói nhiều việc đúng, cũng như nói 2019 đại dịch xuất hiện, nói 2020 có sóng thần, có những đối đau thì đã có xảy ra hết, nhưng mà đặc biệt cậu nói vào 2022 là sẽ có một cái trận khủng khiếp lắm, nhưng mà cậu không có nói là trận gì, nhưng mà cậu có nói theo như thế này, cậu nói là mặt trăng sẽ mọc nhanh hơn, thời gian sẽ chạy nhanh hơn, và nước đập của Tam Hiệp của Trung Quốc nó sẽ chạy nhanh hơn, sẽ làm cho dở đập. Đó, thì chú ba có đôi điều gì để phân tích cái chuyện đó cho bà con Thì hiểu không? bây giờ đó chú xin nói nó cậu bé Tiên Tri đó là cũng một cái bậc đáng quyền di để dựa vào cái xác, bởi vì người xưa trở lại ẩn xác phàm mới gìn giữ được cái đạo Phật, Đức Phật Thích Ca ngày trước. Thì ở đó trong sách cũng có để ngọn thủy triều đó cô bác, non nước sục sâu bầu trái đất một phen lưng chuyển,
Thì cậu bé đó nói là như vậy đó, thì cũng phải có chứ không phải không. Bởi vì cái người phàm đâu biết qua tới cái chuyện đó. Thì coi như vậy cậu bé nói thì á, thì trong cái tháng tư này thì cô bác ơi hầu đó thì nói một con giáp nó mừng 2 năm. Thì còn bây giờ trở lại một năm mừng 2 tháng đó cô bác. Chứ không còn có nói được mà cái vụ năm nữa cô bác giờ tháng với ngày. Bởi vì á, trong sách ổng có để hoàn cầu trái đất phải chuyển xây gốm ghê cho chúng thôi xây muôn ngàn đó cô bác. Ngày nay đạo đức chẳng màng hay chú ba à. Rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua đó. Biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sao. Dạ thì kính thưa chú ba à, thì cậu bé nói là mặt trăng nó mọc nhanh hơn vì làm cho cái gọi là cái thời gian nó chạy nhanh hơn, thì xuất hiện cái thời gian vậy thì cái nước nó chạy nhanh hơn thì làm cho đập Tam Hiệp nó sẽ dở ra, thì hiện tượng cho cậu bé nói vậy đó chú ba. Chú ba thấy sao chú ba? Thì đó, nhưng là cậu bé nói đó là cái đập Tam Hiệp đó thì đập của là thiên nhiên ha, mà nhưng bây giờ chạy theo mặt trăng đó thì cái đập Tam Hiệp phải bể cô bác. Bởi vì ngọn thủy kiều mà. Rồi bây giờ nói ra đó, ở trên thì dòm lừng trời lửa cháy liên miên thì bà quả tin, còn ở dưới bà thủy kiều đó cô bác. Dạ. Còn thêm cậu bé có nói thêm như vậy nữa là chú ba. À, chú ba cũng xin, tại chú ba cũng hiểu được nhiều việc quyền cơ, thì chú ba xin diễn giải giùm cậu bé nói là cái tuổi tuổi tí đó là tuổi chuột đó. À. Và cái tuổi và xin lỗi, và tuổi chuột và tuổi rồng. Tuổi tí là chú rồng đó chú ba. Tuổi chuột và chú rồng đó thì hai tuổi đó là trong sách số tử vi là để hai tuổi đó là sẽ hòa bình đó chú ba. Đúng, bởi vì á tuổi tí này là đầu con giáp bị chuột nhỏ đậu quá sâu nằm hang ca hát ai đâu biết gì, trâu tôi gắt vỏ ai bì trò, trời cho nước cạn bắt thì cày chơi đó cô bác. Ồ. Mặt tình đúng buổi nghỉ ngơi mà thượng ngon sắp đến chiều mơ, đã thành trung quân thác lận thành thần nhờ ơn trời Phật sai gần có khi đó cô bác ơi. Còn á thình đó thì á năm thình nhiều chỗ bơ dơ lắm cô bác, ý năm vàng nè. Để tôi nhắc lại, năm dần nhiều chỗ bơ dơ, bước qua năm mẹo như tơ gấu cuồn. Năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợn lị tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê trung ương gồng lộn ê hề, thay thi là cái tháng thìn là tháng tư đó cô bác. Ồ. Vậy là cậu bé nói là thời gian sẽ cho nhanh đi. Cũng giống như giáo lý của Đức Thầy cũng có cho biết là chờ sáng ra kế lại thấy chưa. Năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chóng đổi thay. Thì kính thưa chú ba, kính thưa toàn thể chú quý vị, Đức Thầy cũng có cho chúng ta biết là phải tu gấp gấp, nếu không thì sẽ trễ thời kỳ khó gặp đặng ta, cũng như thời gian sẽ trôi rất nhanh. Cũng giống như một đoạn thầy xin mời, chú ba cũng cho con biết là ngoài cái việc mà tai nạn của thời gian nó cho nhanh, vậy còn có tai nạn gì nữa không chú ba? Còn chứ. Bởi vì ông nói tai nạn thì rất nhanh, mà ông còn nhắc trở lại thêm là hổ lang ác thú muôn bầy nữa cô bác ơi. Mà cô bác tính hổ lang ác thú muôn bầy này cô bác phải xét lại một cái chỗ này, thì nó trong 12 con giáp này có sót con thú nào đâu cô bác. Đó thì chính mình nằm ở trong 12 con giáp trong cái dũng tử này thì mình biết đó, 12 con tà tâm này đó thì nằm trong 12 con giáp, mà nếu mình không tỉnh giấc ngộ là được, mình diệt nó không được bởi nó dục đầy đủ hết trơn. Rồi mình vì mê tín cũng vì nó mà mình lấy tinh thần mình sáng suốt thì mình phải dẹp, mình phải nhớ lại mình là dữ nhất đó cô bác. Mình nằm trong 12 con giáp này đó, con nào hiền, chỉ có mình con dê là hiền nhất. Nó mà trong sách đó ổng cũng để chừng gặp tuổi mùi ba tánh mới biết thân là ổng tuổi mùi đó cô bác. Dạ. Vậy là ngoài cái việc nạn tai của bên cái đập Tam Hiệp thì còn có nạn tai của thú ác thú muôn bầy, thì chú ba cũng nói là thú thú kỳ lạ, thì Đức Thầy cũng có cho biết là sau này có nhiều thú lạ kỳ nó xuống để nó xử phạt người dân hung ác. Thì đó. Dạ thì còn cái gì nữa không chú ba? Còn gì? Có dịch bệnh gì không chú ba? Phải còn dịch bệnh rồi đó. Rồi nó phải đi tới đó. Bởi vì hổ lang ác thú muôn bầy thì thầy cũng chỉ dạy, nếu mình người tu nó giữ cỡ nào nó gặp mình nó cũng phải cúi đầu.
Còn nếu mình không có được cái tâm, được hành mà quy y theo Phật thì chắc nó không chờ mình đâu cô bác. Dạ, vậy là ý chú ba nói là người tu thuốc ấy cúi đầu thôi chú ba. À. Người không tu niệm ngõ hầu nó ăn. À. Dạ, thú này nó ăn chỉ ra chỉ đang người ác thôi hả chú ba? Ăn người ác rồi đó cô bác hãy nhớ rồi, ông Phật cũng chỉ ngồi á chừng đau niệm Phật lăng xăng, Phật đâu cứu kịp cái người ác gian đâu cô bác ơi. Dạ, thì bởi vì con thấy bây giờ Tết nhất nè, con đi cúng, con đi cầu nguyện đó chú ba, thì con đi khoảng tầm từ cái xã con mà đi qua xã bạn đó thì cũng 3-4 cây số, con đi con đếm không là mấy chục cái sòng nhậu đó chú ba. À. Mấy chục cái sòng nhậu luôn chú ba biết rồi, mà thầy nói bất ngu bất cày đang chúng làm ăn, chừng đau niệm Phật lăng xăng, Phật đâu chứng kịp lòng người ác gian. Đó, thì trong giáo lý thầy chỉ dạy như vậy mà cô bác phải nhớ lại năm điều ơn đức của đức lĩnh mẹ dạng ba ngũ hành, mà khó nhất là bà chúa minh rừng đó cô bác. Bây giờ bà chuyển xây cho đủ hết trơn mà tại sao ăn không kể đó. Rồi như bài nguyện á, thầy cũng chỉ như vậy. Cả dạng vật cũng đồng về Phật cảnh, chẳng liếng trần áo ảnh vật lường, hiệp đồng chư Phật mười phương, niết bàn lập tịnh là đường vô sanh. Mình đâu có mà giết con thú mà vô cớ vô vật được. Mình muốn ăn mình cũng phải cầu có một bài nguyện giảng sanh cho nó. Rồi khi mình cúng thờ mình cũng cầu nguyện, mình xin cả dạng vật là luôn cả người mình nữa cô bác. Mà giờ ai hiểu bài đó quá cô bác ơi. Dạ, đúng rồi, bây giờ thầy nói là bọn gái mớ ra đường tha thước, bỏ hết trơn nề nếp ông cha, nó không có còn nhớ gì nữa hết trơn mà chú ba ơi, hết rồi, không có còn biết gì nữa. Thầy cũng nói nào hút thuốc tùng, hút phiện thoại da chai á, thoại da chai nào tùng đỉ ma cơ, ngày ma cô ngày hút máu, ai mở mắt xem đời châu báu đâu cô bác. Mở mắt được mà xem đời châu báu thì cái tâm mình phải bồ đề tâm, từ bi hỷ xả. Ai nói cái gì mình đóng có kệ, mình để cái chữ nhẫn hòa thì để đầu tiên, thì cái gì mình lỡ vừa thắp sáng ra thì nhớ là mình khuyên với nhau là mới được cô bác. Dạ, thì kính thưa chú ba, thì theo như chú ba thì là cậu bé nói mình phải tin hết chú ba? Phải tin mới được. Tại cậu bé nói trúng không đó chú ba? À, nhưng cậu bé nói đó thì nói bằng cái quyền di, chứ trong sách giáo lý có để hết trơn cô bác, về bên tứ thánh, về bên tam hoàng thơ có đàng hoàng hết cô bác ơi. Dạ. Rồi bây giờ bên ông ba ông cũng đục để một cái đạn như vậy, ông nói ngầu không, không chịu chấp gai, đến khi có cá mượn chài lưới vậy thời ai cho. Bình thường mình á mạnh giỏi không chịu làm phước, làm điều ngay thẳng, không chịu niệm Phật. Rồi tới khi đau thì ổng nói là cái lý đặt bàn cầu nguyện, Phật đâu cứu kịp, của quyền của mình đã phạt mình rồi, Phật đâu có dám nhúng tay vô mà xin được, cũng phải chết đó cô ba. Dạ, thì Đức Thầy lúc còn tại thế cũng có nói là cứu những cái bệnh mà giống như mà người ta hỏi thầy, ơi làm sao mà cái bệnh ta, người ta chết mà thầy cứu cho sống lại. Vậy có phải thầy đang dừng lại cái cuộc trả quả của người ta không? Rồi cái thầy nói người ta là bệnh ta, nghiệp ta tới số, người ta là ở đây là tôi cứu không được. Còn người ta còn có nghĩa là người ta coi cái mạng lực của ta ít, nghiệp ta ít đó chú ba, thì thầy sẽ dừng lại cái cuộc trả quả người ta, thì sẽ giúp cho người ta đặng hiểu biết đặng tu hành, rồi xong cái việc tu hành đó người ta mới trả quả là người ta được tu đó chú ba. Đó là thầy nói đây, chính tôi giờ cũng vậy. Đặt thí dụ cái nghiệp lực, cái căn, thì cái nghiệp thế của ta đã còn. Nhưng mà tới tôi đây tôi cũng khuyên chỉ dạy, phải trở về gốc của quyền, bậc tiên hiền điều trọng Đức Phật ở tại gia, phải nhận lỗi sám hối con của quyền. Bởi vì cái căn người ta ta chưa hiểu thì dừng lại để khuyên cái người mình phải dứt lên con đường đạo đức, phải cúng lại niệm Phật, ngầu sám hối, rồi phải xả cái tâm hòa đồng trên thượng dưới hòa. Cái tâm mình đó phiền phức trong tâm thì mình để cái điều hung dữ trong tâm, thì bởi vì cái xác thân cũng phải đau hoài. Bởi cho nên Đức Phật thầy đó cô bác nghĩ ông đâu có giận có hờn ai, nước ít chích mà đưa ông uống rồi ông còn đổ bệnh lỡ được người bà là dở quắc hỉ thì đau bệnh nan y nữa. Bởi vì cái tâm của mình còn nóng nảy, còn tính cái này cái kia là để tâm đọc vô tâm hoài đó cô bác ơi. Dạ. Yeah.
Vậy thì cái phần của cậu bé đó, chú Ba, thì cậu bé tiên tri như vậy là vào tháng 4. Thì tháng 4 dương lịch cũng nhằm cái câu giảng của Đức Thầy cũng nói như vậy nè, mà chú Ba, thầy nói là nói với ông Út Út, sau này nước chảy xuôi một dòng, dâng theo về một mái thì tôi sẽ trở về. Thì nước chảy xuôi một dòng là nước đổ á chú Ba. Thì vào tháng 3, tháng 4 của mình á chú Ba, thì cũng nhầm cái lời của cậu bé tiên tri đó chú Ba. Đúng, chú thấy sao chú Ba? Thì bây giờ nước đó, tháng 3, tháng 4 thì xuôi có dòng nước chứ đâu còn chảy lên chảy xuống nữa. Thì đó, thì thầy đã trở về mà, nhưng đã không về rồi. Mà bây giờ cũng phải theo ý của trời mới được. Dạ. Vậy thì tóm lại là mình phải tin là cậu bé tiên tri vào tháng 4, nghĩa là tháng 4 này nó sẽ có một việc đại họa rất là lớn, nhưng mà cậu bé không nói việc gì. Thì ngoài cái việc mà thời gian chạy nhanh cho cái mặt trăng mọc nhanh, thời gian chạy nhanh thì nước chạy nhanh thì đập tam hiệp nó sẽ dở thì sẽ có một một trận đại hồng thủy, thì cũng giống như thầy nói đó chú Ba, đúng không chú Ba? Sau này sẽ đúng có trận đại hồng thủy chú Ba, phải có đại hồng thủy chứ. Trận đại hồng thủy rồi á, rồi tình đạo của thầy nói vậy chứ hết sao thầy nói không tới chừng đó đó, nước lên tới cả là cây trong ba cây dầu ha, tới chán đó rồi có phần đệ tử thầy nói vậy chứ hết, thầy mới nói không người hiền nó nữa thì mới cứ gom lại có nơi có chỗ, còn cái người hung dữ mới được trả tơ đó cô bác. Dạ, vậy là cứu lương hiền chẳng cứu người hung. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Bởi cho nên thầy cũng nhắc mình đó, hãy thương xót những cái người tàn tật. Mà người tàn tật này thì có lắm khi ổng, rồi có khi ông này ông kia giả ca mình đâu có biết. Bởi cho nên gì đó, tàn tật mình đừng có khinh khi được ngăn cô quá. Dạ, thầy cũng dặn mà không có khinh những người rồi đuôi mù mà. Cù đuôi mà thầy kêu phải tôn trọng người ta, phải không được khinh. Rồi cái vụ mà cậu bé đó, còn cậu bé còn nói gì nữa này mà chú Ba, và cậu bé nói là cái con mà chủng tử, cái con mà di gút đó chú Ba, nó lúc sau lại là nó bay vô là mình bị ôm một cổ chết, mà chú Ba có không chú Ba? Có, bởi vì đó bài sứ mạng của thầy đó, thầy cũng có nhắc ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão vì thời cơ đã đến đi thiên đình hoạch định thiên cơ gây quả khắc tràn lan, là mình có lời người của mình gây ra nè, tràn lan ha, tràn lan nè. Bởi giờ đó, ở trên thâu thì tới ngày giờ xả xuống là mình nó là hại mình chứ không ai là hại được, là nó binh trời nó như vậy. Bây giờ các bầu không khí đó, hỏi các cơ xưởng hạt nhân tấu tăng thì chụp ra biết bao nhiêu lần rồi, lớp cái này cái kia thì hồi đó Phật ông quá pháp mà ông thâu hút, giờ này á ông xả ra là đó cô bác. Dạ. Thì chú Ba, cái lời của tiên tri cậu bé thì tiên tri nói là cái đập tam hiệp đó thì nó sẽ là nó chỉ nhanh hơn là nó sẽ vỡ hay là cái gì đó ở tháng 4. Thì nhưng mà theo con được biết á thì cái đập tam hiệp đó nó có liên quan tới Việt Nam á chú Ba. Có liên quan á chú Ba. Có. Nhưng mà mình chỉ chịu cái ngọn mà lên tới mỏ ông Cát là ngọn đó, nó lên mỏ ông Cát. Còn ở ngoài kia thì ông trong sách ông chàng có để tan điền thương hải biển trầm lưng hết trơn. Vậy là nước dâng lên như là thủy triều luôn hả chú Ba? Như thủy triều á. Nhưng mấy năm nay nước nó không có dâng lên cao chú Ba. Chắc là nó rút lại, rằng nó cho nó cái chặng nào nó bự bự hả chú Ba ha. Thì quá vậy. Rồi như vậy rồi sao chú Ba? Vậy rồi mình có cách nào để mình hóa giải cái đó không chú Ba? Thì bây giờ mình chỉ có cách đi đứng nằm ngồi niệm Phật, xả lấy cái tâm ra. Mình đừng giận đừng buồn là tâm á. Mình Bồ Tát có huệ tâm thì giờ đó mình mới được. Bởi vì á bên ông Ba ông có nói bất kỳ Trung Quốc giáp ranh mà. Sao không xem coi theo đó tu hành hiền lương, cá không ăn muối cá ương, con không nghe lời cha mẹ trăm đường trong gai. Ông nói con cá là tới nữa con người mình đó, xin chết trâu chết nổi đó cô bác. Con thấy hình như cái câu giảng này của ông Ba Thới có liên quan đến cái vụ mà nước mà nó lên không chú Ba, để con đọc chú Ba nghe. Hả? Cái câu này nè chú Ba, là câu mà nghèo sắm xuồng vào sắm ghe để cho chờ cho nước lớn chèo te lên dòng. Hồi còn thấy câu đó chú Ba thấy sao chú Ba? Thì bây giờ thì ông nói cũng có lý,
thì á giàu á thì nghèo. Sắm ra nghèo, còn nghèo thì sắm chuồng. Dạ. Bởi cho nên á thì ông nói cũng có lý, bởi vì có tiền á thì á đi á thuyền chơi mệt, đi tàu, đến khi tàu chết máy thì xuống thuyền ai cho, có quạt máy là phụ quạt mo, đến sau quạt máy hết điện mà quạt mo mất tiền đó cô bác. Dạ. Thì cũng do nơi cái xác thân mình đó, mình nghĩ á. Bởi vì thì kính thưa toàn thể chú quý vị, kính thưa chú ba, thì qua cái những lời chia sẻ của chú ba cho biết thì cậu bé là nhiều clip cậu bé đã nhấn mạnh vào cái tháng 4. Thì trong cái tháng 4 dương lịch cũng là tháng 3, tháng 4 của mình thì sẽ có một nhiều cái đại nạn xảy ra. Thì quan tạo thấy trước mặt đó là cái dịch bệnh rồi đó quý vị. Dịch bệnh hiện bây giờ là rất là nguy hiểm luôn mà mọi người hầu như không thấy. Chứ là quốc tạo thấy là cái con chủng tử IHO này nó đã rất mạnh quý vị. Nó nhập vào ai là tự động là ôm cổ chết, chết rất là nhanh luôn, không có kịp để là nói trăn trối gì đâu. Cho nên chúng ta phải nên biết phải tránh nó như thế nào. Thì cung chú ba cũng có vừa nói nêu trên là phải nên đi đứng nằm ngồi gắn niệm chớ quên, chẳng đợi gì thời khắc. Hay là niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh vậy. Nếu niệm Phật thì diệt trừ được một vọng niệm của chúng sanh, mà niệm Phật thì diệt trừ được vọng niệm của chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn thì các tình dục và thì các chướng nghiệp và tình dục còn đâu nữa mà nảy sinh ra được. Thì quý vị cứ việc nghe lời của chú ba, niệm Phật cũng như nghe lời của Đức Quỳnh giáo chủ. Thì Đức chú ba chỉ là nhắc lại thôi nha chú ba, nhắc lại Đức Quỳnh của Đức Quỳnh giáo chủ phiên về niệm Phật, để niệm Phật có một cái từ trường để bảo vệ chúng ta. Còn ăn chay là chúng ta sẽ ngưng lại một cái nghiệp sát, không còn làm tội. Giống như Đức Thầy cũng cho biết là hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm. Cho nên cuộc đời quan hạ thì nó đã rất là mỏng mẻo rồi quý vị ơi. Cũng như Đức Thầy cũng cho biết là rất buồn, bá tánh biết bao nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài, hay là chuông kia treo sợ chỉ mành, chẳng lo tu niệm lo dành bớm ông. Nếu mà trong thời gian rảnh thì quý vị cũng nên đi cầu nguyện, cũng nên cúng thờ hai thờ, ăn chay niệm Phật làm lành, chứ đừng có ở trên võng mà đưa cọt kẹt quý vị ơi. Quý vị đưa đi, thời gian trôi qua nhanh lắm. Rồi một ngày trôi qua là cái mắt xích của tử thần sẽ bị đứt một mắt, là tử thần sẽ ở gần mình luôn và sẽ lôi mình về dưới địa ngục nếu mình không tu. Còn quý vị đừng nói quý vị tôi ở nhà tôi làm hiền, tôi không có tu, nhưng mà tôi rất là hiền, tôi tu tại tâm. Dạ, ăn mặn là không tu tại tâm. Dạ, không một cái đất trống mà đất tốt mà không gieo giống gì vô hết thì quý vị chẳng được hưởng cái gì, đúng không chú ba? Đúng. Đất trống là gọi là người hèn mà không gieo vô chữ từ bi, chữ nam mô di đà phật thì làm sao có được hưởng quả gì? Thì bởi vì đâu có hưởng đó, thiệt là loại người đó người hiền khô luôn, hiền mà khô, chết khô luôn đó cô bác. Dạ. Rồi còn trong sách thầy cũng chỉ dạy, ông nói chữ nam mô a di đà phật, niệm Phật á thì niệm thật tâm, còn niệm Phật mà cái tâm á ác á thì cái lòng tà gian đó cô bác. Có nghĩa là ý chú ba muốn nói là miệng thì niệm Phật, lòng thì tà gian. Có nghĩa là niệm Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giật nồi cơm của người, hay là bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay cấu xé. Thì hầu như là bây giờ là vậy đó quý vị ơi. Thì bây giờ phải đi đến cái đoạn như vậy cô bác. Giờ cũng xin nhắc lại cô bác ơi, màn cuối rồi gán lo mình sửa sắc thân mình, tâm lương thiện mới được cô bác. Chứ đừng nghĩ rằng mình tranh đua thì ác ta cũng bị hại, mà thêm xa cơ cũng bị xích chiền, mình không bị cái tàu này cũng bị tàu kia. Cô bác lực nhân quả thật là cao diễn mà, suốt cổ kim chẳng có lọt một ai. Cái chuyện gì mình làm việc thẳng ngay, bền chí mới được ngày thông thả cô bác. Dạ. Thì thôi, cũng dài rồi, thời gian rồi, chú ba cũng mệt rồi. Thì lâu lâu tâm sự chú ba đôi điều thôi. Thì con xin đại diện cho các vị mạnh thường quân cũng như trong nước và ngoài nước, cũng như là khán giả yêu mến chú ba, cũng cảm ơn chú ba đã thời gian gần đây chị rất là nhiều bệnh hết, cũng như bệnh tâm linh, bệnh về xương khớp, nhưng mà chú ba không dùng thuốc. Thì cũng chú ba không thuốc, chú ba cũng kêu người ta về nhà mua thuốc uống, chứ chú ba không có sử dụng thuốc. Cái thứ hai nữa là chú ba rất là thật tâm, có nghĩa là chú ba không có đi tiền bạc ai cho, thì chú ba cũng để cho mọi người hết, chứ chú ba không giữ là hết. Mặc dù nhà chú ba rất khó khăn,
Thì thôi qua việc trên thì con cũng rất cảm kích tấm lòng của chú ba. À, vậy thôi con cũng xin dứt lời hết chú ba. À. À, vậy thì nhân dịp xuân đến thì Quốc Tạo chú ba xin chúc quý vị thân khỏe tâm an, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công gặp Phật gặp thầy Long Hoa Đại Hội và sẽ vượt qua khỏi cái đại nạn này. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và Nam Mô A Di Đà Phật. Và đây con công